Baby, I'm gon' go. Send a letter, come on, I'm gonna go, go. Dig and check it, one of them, say, go, go. Take a black, get a dead, and a dead, and a call, like a best. Sau khi mình đi diễn nhiều quá, việc học mình cũng không có hoàn thành khá là tốt. Mình cảm thấy bản thân hiện tại là chưa có thể cân bằng được hai thứ này. Thì khi mình chán thì mình hay đi Vũng Tàu nè. Thì hôm nay mình bất chợt mình đi ngang con đường này, ngắm biển, nhìn đá, nghe tiếng sóng. Có thể ngồi đây thì có một chút gì đó bản thân mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tôi thả đầu óc, mát mẻ nữa. Thứ tôi nắm bắt mặt cho vận may để tiếp tục sống tốt, để đêm nhắm mắt khắc khoải trong tâm là một bóng dốt, để rồi mày đốt thật nhiều phiền vì không có nhiều tiền vào nhiều chuyện. Nó chẳng đáng vào đâu, mày sẽ ráng bao lâu và rồi hôm sáng nào đâu, chẳng ai kiếm tao đâu. Mày có chán sao hậu khi mà tao nói không, vì cuộc sống lông bông, số tài khoản trống không. Tao vẫn còn my girl và rap hai vơ vào rap now. Đây ngày khác, meet some homie, take a cup of coffee, take line in softly, do my hobby, rock ly lại đầy anh em ở lại sẽ bày trải ngày tháng khốn khó. Vì thứ nó vốn lo, nó sẽ càng ngốn to khi mà tao còn sống. Đây này còn đẹp dù ví còn hẹp, tao sẽ ráng làm đầy vì tình yêu tràn đầy, vì tiền sáng hàng ngày và thứ thả như cuộc sống làng mây trôi trên bầu trời sẽ chiều. Cuối cùng thì vẫn có một người để yêu, khi nhắm mắt vẫn còn nghĩ về nhiều, và mọi thứ trong tầm mắt luôn là thứ không thể hiểu. Thầy chân vui ơi, khi mà mình hợp lực với nhau thì nó sẽ có sức mạnh hơn, và bộ não và trí tuệ quy đu logo làm cho môn của môn app thì chung. Không, mà cái đó cũng không đúng, tại vì đơn giản là tại vì Hậu đang đi học nên là cái phần làm nhạc của Hậu đôi khi nó hơi bị kiểu bị lười, bị chỉnh mãn á, thì có lý do, thì có lý do là do Hậu đang đi học thì cũng hơi khó để cân bằng cái chuyện đó. Hôm đó là bị bệnh mà không có đi học. Gì? Cái khúc mà làm EP là nó bị bệnh chứ nó không có đi học. Thì làm nó bị bệnh. Thật ra thì lúc mình bảo lưu thì mình cũng hơi buồn. Thì mình buồn là cũng vì là không được đi học. Thứ hai mình cũng không được gặp bạn bè nữa. Nhưng mà khi mà mình bảo lưu á thì nó có những cái trải nghiệm mới hơn. Thì lúc mình đi làm thì cái cách mà người ta đối xử với nhau, người ta đối xử với mình, phải lúc nào thì cũng gặp được nhiều người tốt, nên là mình rất là trân trọng cái lúc mà mình đi làm. Thì lúc mà mình bảo lưu á thì mình đi ship hàng, lúc đó mình đang delivery của Now. Yeah.
đi làm với lại đi học là nó phải nếu mà bạn giỏi hai chuyện đó thì bạn chắc chắn phải làm song song với nhau rồi. Mình thấy tự thấy luôn mà Hậu cân bằng cái chuyện đó khá là tốt lúc mà làm việc chung với nhóm và ngay cả là lúc đi học rồi đi làm nữa là làm giống như là ba đậu sáu tay vậy. Đi diễn show nữa kinh khủng lắm, lúc đó là khoảng thời gian khá là kinh khủng luôn. Mình nghĩ là mỗi người có một cái quyết định thì trong đầu Hậu là cũng đã lựa chọn là trong đầu Hậu cũng biết cái nào quan trọng hơn và nói chung là anh em trong đây cũng đã cân nhắc rất là nhiều về cái cuộc sống của mỗi người thì Hậu cũng vậy. Hậu đã cân nhắc cho việc học nó quan trọng hơn ở thời điểm này thì mình nghĩ cái chuyện đó nó quá ok. Thì thằng nào cũng phải ra trường, xong rồi mình ra trường xong mình muốn làm gì làm thì mình nghĩ cái quyết định nó ok. Trong âm nhạc cũng như việc học thì Hiếu nó hay nói mình là tại sao phải cố gắng để cho nó liên quan với nhau. Thì mình muốn vậy, giống như là mình làm một cái artwork thì nó cũng là một môn trong bài tập của mình, thì mình cố gắng sử dụng cái artwork đó trong cái bài nhạc của mình luôn, là mình làm được một lúc cả hai thứ. Hoặc là mình đi quay MV cho Hiếu, mình cũng lấy cái đó để làm một môn bài tập của mình luôn, và nó cũng có thể để vô trong cái rổ sổ của mình sau này thì mình cũng tiện cho xin việc của mình nếu mình không theo đuổi được con đường âm nhạc nữa. Này thì không có ai mà đi quá lâu, thì nếu mà mình chọn âm nhạc luôn thì mình phải thật sự là mình giỏi nhất. Còn mình hiện tại thì mình thấy là mình không có quá đủ gọi là tự tin, mình không có tự tin là mình giỏi nhất trong cái ngành âm nhạc này, nên là mình chỉ làm âm nhạc và song song đó mình phải hoàn thành việc học của mình, tại vì mình muốn cái hai thứ nó sẽ bổ trợ cho nhau, nếu mình không làm được cái này thì mình còn làm được cái kia. Nếu một ngày không may mọi câu chuyện không hay nó đều xuất phát từ chính trong mày, thì khi thất bại mày thì luôn nhìn lại bản thân mình đang cố gắng là ai, khi con đường mày đi nó không hề vững chãi đôi lúc mày phải ngừng lại kiềm chế một chút sinh thế một lúc vào vai của kẻ giàu sang chẳng hạn. Vì cuộc đời khó khăn nên mày còn có nhiều người bạn luật lệ đặt ra là để kiềm chế giới hạn mày luôn tìm mày trong đống đổ nát dạt qua một bên, mày phải đặt trong chỗ khác cố gắng mọi điều mà mày tin là đúng ngã đụng không thể tránh khỏi gánh nỗi mọi. Chắc là nghệ sĩ nào cũng có cái thẻ này nhiều hết đó, nhưng mà mình chỉ giữ đặc biệt nhất là cái này thôi. Đây là cái thẻ mà kiểu lần đầu tiên nhóm mình được đi diễn ở một cái chỗ gọi là khá là lớn, và đây là lần đầu tiên tụi mình được diễn cách xe. Đốt thêm điếu thuốc xíu ít lấy một hơi để khi ra lại mình đã từng một thời Thì đối với Hậu thì mình nhận định là cũng có một khoảng thời gian là bạn trễ deadline, nhưng bạn vẫn kịp cái tiến trình của môn để đáp ứng lại cái assignment của cuối môn. Thì mình cũng khuyến khích những bạn đang còn ngồi ghế trong ghế nhà trường sắp xếp công việc giữa đi làm và giữa đi học để cho nó có cái trình tự hơn, để cho cái việc học của mình sẽ tốt. Mình có từng suy nghĩ là mình sẽ dừng lại, mình không tiếp tục viết nhạc nữa mà chỉ tập trung vào việc học thôi. Lúc đó thì vô tình có một cái nhóm nhạc mời tụi mình diễn chung. Sau cái lần diễn đó thì giống như là gọi là một cái chất xúc tác á, nó làm cho mình cảm thấy rất là nhiệt huyết hơn. Kiểu là khi mà mình không lên sân khấu nữa thì mình sẽ nhớ cái cảm giác mà mọi người ở dưới họ reo cổ vũ cho mình. Okay.
Để nói về lần đầu tiên mà up nhạc lên á, có bao giờ nghĩ là sẽ cầm được cái nốt vàng không? Chưa. Chưa. Nói chung là anh này bất chợ. Bất chợ. Nhiệt huyết. Nhiệt huyết hả? Thì đó. Ok. Ta đã bắt đầu yêu từ đâu? Yêu anh giống như Pepsi game. Đã ngọt ngào còn không có em. Một đêm say tối nay em ơi, hẹn gặp nhau không có gì thêm mong đợi. Phóng nhanh con xe mình rong chơi, ta có nhiều cảm xúc niềm vui của em trong đời. Mình nắm tay dưới ánh trăng sáng thức giấc hồn mà không bị kem đánh răng. Yeah. Tình yêu có thật là mình cũ không quần áo thật ông bận qua chỉnh chu. Anh chỉ mong cuộc sống đơn giản nhất, mỗi ngày mình thức giấc sống đúng với bản chất. Con người bên trong luôn chân thật, mọi người tôi đơn giản bên em không yêu thêm một ai. Nếu mai sau người đó không phải em. Không yêu thêm một ai. Nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai, đôi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Không yêu thêm một ai. Nếu mà sau người đó không phải em. Cơn mưa kia mà phai, đôi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này.